Theo chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO ghi danh. 100% các di tích quốc gia đặc biệt được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số. 100% các bảo vật quốc gia, các di sản trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số ưu tiên số hóa theo nhu cầu sử dụng của xã hội các di tích quốc gia và các hiện vật, nhóm hiện vật tại các bảo tàng, ban quản lý di tích. Chương trình đặt mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững bảo đảm tích hợp được vào khung kiến trúc chính phủ điện tử và hệ tri thức việc số hóa. Để mạnh chuyển đổi số thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia, vì di sản văn hóa bảo đảm đáp ứng hiệu quả dịch vụ cho xã hội, cho cộng đồng ở mọi lúc mọi nơi.